Năm trước, thử thách hôm nay của Fort Infile là tạo ra một thanh kiếm bằng ngà voi bọc thép cổ. Bốn tuyển thủ sẽ tham gia 3 vòng đấu, mỗi vòng sẽ loại ra một người. Người chiến thắng sẽ nhận được 10.000 đô. Hãy cùng chào đón bốn tuyển thủ sẽ tham gia thử thách ngày hôm nay. Người đầu tiên là Jaden Simisky, 19 tuổi. Anh đã bắt đầu sự nghiệp thợ rèn của mình từ năm 15 tuổi. Người thứ hai là Matt Survivor. Anh là một kỹ sư cao cấp có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Người thứ ba là Connor Logan, có 10 kinh nghiệm trong nghề thợ rèn. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, anh ấy năm nay mới chỉ 28 tuổi thôi. Người thứ tư là Jason Redmond, đã ngoài 50 tuổi. Anh là một cảnh sát về hưu. Mục tiêu của anh là giành được giải thưởng, nhưng không phải cho bản thân mà là để làm từ thiện. Vòng thi đầu tiên bắt đầu, không biết lần này ekip chương trình sẽ đưa ra thử thách gì. Không còn là chọn loại dao theo sở thích như các tập khác nữa. Tập lần này các tuyển thủ sẽ phải ghi nhớ hình dáng của con dao trong 20 giây, sau đó họ sẽ có 3 tiếng để làm lại giống như bản mẫu. Ai sẽ là người bị loại ở vòng đầu tiên? Mọi người có thể dự đoán ở dưới bình luận nhé. Jaden đã nhanh chóng dùng tay để phác thảo bản vẽ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, xem ra cậu ấy đã có tính toán trước. Connor cũng rất tự tin, anh khẳng định tỷ lệ thành công lên đến 70%. Jason với nhiều năm kinh nghiệm đang xếp nguyên liệu thô vào lò nung, nguyên mẫu rất tinh tế. Matt bên này đang có chút vấn đề, vì anh ấy chưa từng làm về phôi thép Damascus nên rất lúng túng. Nếu cứ đắn đo mãi thì sẽ chẳng làm được gì. Matt cố gắng tiếp tục mày mò và cuối cùng anh ấy cũng theo kịp tiến độ. Ngay sau khi lấy ra phôi thép ra, Jaden bắt đầu xử lý phần hoa văn trên dao. Hình như cậu ấy hơi vội, giám khảo có chút lo lắng cho cậu ấy. Matt cảm thấy căng thẳng khi thấy mọi người quá nhanh tay. Anh cũng bắt đầu vào công đoạn tạo hoa văn. Jason cho rằng mấy người trẻ chỉ được cái nhanh chứ không có kỹ năng, vì thế Jason đã thử một lần chơi lớn cho họ trầm trồ. Anh ấy đã vặn phôi thép để có kết cấu uốn lượn, dù đẹp mắt nhưng rủi ro cũng cực kỳ cao. Cách làm đó sẽ khiến lưỡi dao bị nứt nhiều hơn. Connor còn ngông hơn, anh ấy cho rằng những họa tiết lạ mắt không thực sự cần thiết, tất cả chỉ là để tự đánh lừa bản thân, chỉ cần đến vạch đích là được rồi. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Connor không chỉ mạnh miệng, tay nghề cũng đáng gờm. Trước đó vì chưa dập hoàn thiện nên phôi thép còn quá dày, những màn đặc sắc còn ở phía sau. Connor cắt phôi thép rồi dập lại lần nữa, cách làm này có hơi gây sốc. Mà bên này dao của Jaden cũng đã thành hình, cậu ấy tự tin mình có thể vào được vòng 2. Sau đó Jaden bắt đầu vào công đoạn tạo dấu răng trên mặt sau của dao. Matt bên này cũng đang rất tự tin về phôi thép sần sùi của mình. Tạo hình còn chưa được chuẩn, anh ấy đã bắt đầu đánh bóng. Trong quá trình đánh bóng, do phôi thép chưa đủ dẻo nên nó đã bị mẻ mất một miếng. Nếu nói hoa mỹ thì đây gọi là mua dây buộc mình, còn nói theo cách đơn giản thì anh ấy quá cùi bắp. Thép của Jason cũng đang có vấn đề, dù có dùng búa đập thế nào nó cũng không dẹt đi chứ đừng nói là kéo thẳng. Thời gian chỉ còn 30 phút. Các tuyển thủ bắt đầu xử lý chi tiết và chuẩn bị làm nguội. Điều đáng lo trong công đoạn này là nhiệt độ rất cao, lưỡi dao sẽ uốn cong sau khi nguội. Ở khâu này Jaden làm tương đối tốt. Sau loạt thất bại, Connor không còn tự tin được nữa. Anh không chắc liệu con dao có được giống như mẫu hay không. Sau khi làm nguội, Connor bắt đầu đung đưa con dao, trong lòng thì trống rỗng. Đột nhiên Connor nảy ra ý tưởng, anh ấy không tạo hình vỏ sò răng cưa nữa mà mài trực tiếp con dao vào máy. Matt cũng sắp đến khâu làm nguội, mọi thứ gần như hoàn tất mà không có đường cong nào, nhưng anh ấy đã quên mất mặt răng cưa phía sau của con dao nên Matt cũng tiến hành mài. Jason cũng đã hoàn tất khâu làm nguội, con dao của anh ấy to như quả chuối vậy. Tất nhiên con dao này sẽ không đạt yêu cầu. Trong quá trình thi ai cũng đều có vấn đề của riêng mình. Thời gian đã hết, mọi người nộp thành phẩm của họ và chờ đánh giá. Dao của Jaden làm rất tốt nhưng cậu ấy lại không làm phần răng cưa. Đến lượt dao của Matt, nhìn con dao này đến anh quay phim cũng không dám quay cận cảnh. Về tính thẩm mỹ thì không phải bàn nữa, tay cầm của nó thì quá dài. Dao của Connor có tạo hình ngược với con dao mẫu, hướng uốn cong không chính xác, nhưng các chi tiết khác Connor làm rất tốt. Dao của Jason đã bị một lỗi nghiêm trọng, đó là phần lưỡi dao bị cong. Vòng thi đầu tiên đã không được thuận lợi. Liệu ai sẽ là người bị loại, ai sẽ được đi tiếp? Trước khi vào vòng thi rèn thanh kiếm ngà voi bọc thép, bốn thí sinh phải trải qua 2 vòng loại, mỗi vòng loại một người. Sau khi ban giám khảo bàn bạc, họ đã đi đến quyết định Jason là người phải ra về. Vòng thi thứ 2 bắt đầu. Ở vòng thi này họ phải làm chuôi dao. Các tuyển thủ vẫn phải dùng khả năng ghi nhớ để tự cứu lấy mình. Họ sẽ có 30 giây để nhớ đinh của dao và cách phối màu gỗ và phải hoàn tất sau 2 tiếng. Qua bài kiểm tra sức chống đỡ và độ bền sẽ loại một người nữa. Bạn thích ai nhất? Chúng ta hãy cùng tiếp tục đón xem nhé. Jaden có chút lo lắng vì cậu ấy chưa từng làm đinh, nhưng Jaden cũng là một người hiểu biết. Cậu ấy vẫn bắt tay vào làm như thường, từ từ làm hết các công đoạn cắt, đổ sơn, đánh bóng. Sau đó Jaden tiếp tục mài phôi dao cho đến khi có hình dạng chuẩn hơn. Connor đã có kinh nghiệm làm đinh 2 lần, nhưng tay nghề của anh ấy vẫn không bằng Jaden. Connor phải khoan lỗ ở chuôi dao, rõ ràng là anh ấy thiếu kinh nghiệm. Chất chống đông cần được bổ sung liên tục để khoan chân chu. Connor không còn kiên nhẫn, anh ấy chuyển sang dùng khoan tay, xem ra đã có hiệu quả. Nét rất bình tĩnh, đầu tiên anh ấy xử lý chi tiết của phôi dao. Matt tạo hình mỏ chim ở cuối phần bằng cách hàn. Sau khi định hình, anh ấy bắt đầu làm chuôi dao. Khi chuẩn bị lắp chuôi, Matt mới nhận ra đinh không đủ dài nên không thể hoàn thành sản phẩm, anh chỉ đành từ bỏ. Cả ba người đang bước vào khâu cuối cùng là mài chuôi dao. Vòng thi kết thúc, hãy cùng xem thành phẩm của họ như nào nhé. Đầu tiên là dao của Jaden, tiếp theo là dao của Matt và cuối cùng là của Connor. Sau đây sẽ là bài kiểm tra độ bền. Giám khảo sẽ dùng dao của các thí sinh để chém ống đồng. Dao của Jaden và Matt đều thông qua bài kiểm tra, nhưng khi con dao của Connor chuẩn bị lên sàn thì giám khảo bỗng dừng lại. Chuôi dao của Connor chưa được mài hoàn thiện, không những thế còn có thể gây sát thương. Nếu muốn chặt ống đồng, có lẽ sẽ phải hy sinh tay của giám khảo. Và ở vòng này Connor là người bị loại. Cuộc đôi đầu tay đôi chính thức khởi động.
ai có thể rèn ra thanh kiếm ngà voi bọc thép hoàn hảo nhất đây? Chúng ta hãy cùng bước vào vòng chung kết. Kiếm ngà voi bọc thép xuất hiện vào thế kỷ 6 trước công nguyên, tức là khoảng hơn 1.500 năm trước. Loại kiếm này được trang bị trên ngà voi, nó phải được liên kế chặt chẽ với ngà voi. Thiết kế hai lưỡi có tác dụng tăng phạm vi tấn công, trên thế giới chỉ còn 4 đôi nên nó rất quý hiếm. Yêu cầu của vòng này là kích thước kiếm chỉ trong khoảng 16 đến 17 inch, phải có một lưỡi lửa và ít nhất hai lưỡi chóp. Trên bề mặt kiếm phải có hai rãnh, đồng thời phải làm ống bọc có thể lắp ngà vào để kiếm tra hiệu quả. Hai người quay về xưởng của mình và phải hoàn thành sản phẩm trong 4 ngày. Mét lựa chọn thép 5160, sau đó anh ấy hàn nối với thép carbon để tăng độ bền, nhưng hai loại thép này không thể khớp với nhau nên buộc phải làm lại từ đầu. Sau khi về nhà, Jayden tinh thần hăng hái, cậy ấy bắt đầu rèn phôi thép Damascus. Rất nhanh sau đó đã có nguyên mẫu. Ngày đầu tiên tiến độ công việc của cả hai rất tốt. Ngày thứ hai, Matt nhận ra thanh kiếm này được dùng như một con voi nên yêu cầu về độ bền rất cao. Anh ấy cố gắng tăng độ dẻo cho kiếm. Tiến độ của Jayden nhanh hơn một chút, cậu ấy đã bắt đầu bọc ngoài, nhưng việc hàn hai loại thép carbon không hề đơn giản, một chút sơ sẩy sẽ hỏng ngay. Ngày cuối cùng, Matt tiến hành công đoạn hàn cuối cùng, còn Jayden đã hoàn thành công việc trước thời hạn nên cậu ấy có nhiều thời gian để trang trí cho thân kiếm. Thời hạn 4 ngày đã kết thúc, các tuyển thủ quay lại với thành phẩm cuối cùng. Hãy cùng xem thành phẩm của họ nào. Nguyên liệu mà Jayden lựa chọn là thép Damascus 1084 và 15N20, nhìn hoa văn trên lưỡi kiếm đúng là bắt mắt ghê. Bọc tay với thiết kế rãnh vừa vặn trông đầy hoàn hảo. Còn Matt sử dụng thép 5160 để làm thanh kiếm này, tuy bề ngoài không được đẹp nhưng lưỡi kiếm lại rất sắc bén. Ban giám khảo yêu cầu đưa người nộm ra cho vòng kiểm tra này. Thanh kiếm ngà voi được gắn lên một chiếc ngà voi mô phỏng, sau đó kiểm tra uy lực bằng cách va chạm với hình nộm. Cả hai đều có màn trình diễn mãn nhãn, tuy nhiên dùng hình nộm keo sẽ khó phân thắng bại. Ban giám khảo quyết định mặc thêm áo giáp cho người nộm. Sau khi qua bài kiểm tra, ban giám khảo sẽ đánh giá độ sắc bén bằng cách cắt dưa hấu. Sau 3 bài kiểm tra vẫn chưa có người chiến thắng cuối cùng, thực lực của hai người ngang bằng nhau. Điều này làm khó cho ban giám khảo nên họ phải mở một cuộc họp nhỏ. Tài năng của hai tuyển thủ là 1910 nên họ sẽ phải cạnh tranh với nhau qua sự khéo léo. Cuối cùng, thanh kiếm bằng thép Damascus đã đem lại chiến thắng cho Jayden. Cuộc thi lần này quả thật rất khốc liệt.